rồi xin chào tất cả anh em hôm nay lên cho anh em một tác phẩm dúi nè rất đẹp nha anh em tác phẩm dúi mà nó cái dáng cực kỳ là hay luôn một phôi dúi dáng thú hồi đầu Chân bề đế thuận theo đâu cần và đánh vào một cái con hồi đầu lại rất đẹp nha anh em và phía dưới bờ cốt thì nó có một cái thân tử tạo thành một cái đuôi khá là hay cây này có quanh cổ là 95 nha anh em cây rất đẹp anh em ơi này khoảng tầm hai trăm rưỡi ký nha anh em bay, tổng chiều dài bay của nó là hai mét rưỡi nha anh em nha rồi, rồi cao bây. rất đẹp một hồi dưới chia cành đầy đủ nha anh em tổng chiều cao là hai mét ba thân cốc chính là chín mươi lăm và bay là hai mét ba đỡ đỡ rộng đỡ rộng anh trai một cây dưới nó rất là đẹp nha anh em đứa rồng của nó là một mét rưỡi nha anh em rồi đứa rồng một m rưỡi à, rất đẹp rồi em đi mặt sâu cho anh em xem nè cây một cốt nè đứa thuận nè để thuận theo nè phía dưới cái cốt chính này bên đây là nó có một cái mảnh lũa thép ngay chỗ này thôi nha anh em ngay một ngay đây này là lũa xanh luôn lũa đẹp quá nha anh em nha đỡ nè đỡ đắm nè không có đỡ cọc cái đỡ này rất là hay cái đỡ này nó là nó thuận theo một cái thần theo cái cần bay luôn nha anh em và thân chủ của nó thì nó đánh một cái cần hồi đầu về khá là đẹp đấy, rất đẹp mấy anh em à, quá đẹp anh em ơi rồi anh em thường chí thì alo nha anh em chào anh em